chào tất cả khán giả của Bí mật Showbiz. Cảm nhận của Hương Tràm thế nào về ca sĩ Cao Thế Sơn? Cảm nhận của Hương Tràm về nam ca sĩ Cao Thế Sơn đầu tiên là một nam ca sĩ mà rất là nghiêm túc với nghề, rất là đúng về giờ giấc. Đó là đối với Tràm là điều Hương Tràm rất là trân trọng. Cũng như là anh ấy có một cái nắm bắt về thị trường âm nhạc rất là tốt. Đó, điều đó khẳng định qua những cái ca khúc hit mà anh Cao Thế Sơn đã tạo thành. Và Hương Tràm phải nói thật, Hương Tràm là một fan hâm mộ của anh Cao Thế Sơn từ lúc còn bé, lúc còn học trung học cơ. Mối quan hệ của Hương Tràm và Cao Thế Sơn là như thế nào? Chắc là hơn chút xíu về tình cảm bạn bè, đó chính là tình cảm anh em thân thuộc. Đối với Hương Tràm, anh Cao Thế Sơn như một người anh, như một người chị, như một người bố, như một người mẹ. Đến mức mà hai anh em thân thiết, đến mức mà đi lưu diễn với nhau, mà đến cái quần cái áo Hương Tràm quên, anh Sơn còn nhắc ra sân bay thì anh kéo vali hộ cho. Nói chung là Hương Tràm cảm thấy mình rất là bé nhỏ trong vòng tay của người anh lớn của mình. Có khi nào Hương Tràm bị rung động trước sự ga lăng của Cao Thế Sơn dành cho mình không? Hương Tràm nghĩ rằng là đối với những hành động như thế thì chắc chắn là nếu một cô gái ở gần sẽ bị rung rinh thôi. Nhưng mà đối với Hương Tràm thì anh Sơn đã có Hương Tràm là em trai rồi, và Hương Tràm coi anh Sơn như chị gái, vậy nên là bây giờ như kiểu huynh đệ với nhau á, chơi với nhau mà không bao giờ sợ một cái gì hết. 3 năm sau ngày đăng quang quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên, hình ảnh của Hương Tràm ngày một khác xa với cô bé Hương Tràm đến từ Nghệ An ngày nào. Bạn có ý kiến gì? Đúng rồi, bởi vì sau khi mà Hương Tràm thi xong á, thì Hương Tràm ít khi xuất hiện lại trên truyền hình. Trong khi đó thì mình đã trưởng thành và âm nhạc của mình đã thay đổi. Vậy nên quý vị khán giả có thể là chưa quen với cái sự trưởng thành của Hương Tràm, nhưng quý vị ơi, đã 3 năm rồi và bây giờ Hương Tràm đã là một cô gái 20 tuổi rồi, bắt đầu trưởng thành. Và cái âm nhạc của Hương Tràm cũng như cái giọng hát của Hương Tràm đã trưởng thành hơn rất nhiều từ lúc thi The Voice rồi. Sắp tới thì chắc chắn quý vị sẽ thấy Hương Tràm trở lại trên truyền hình trong một cuộc thi rất là hot hiện nay. Và Hương Tràm mong rằng sau cuộc thi đấy thì khán giả sẽ quen hơn với các hình ảnh trưởng thành của Hương Tràm, cũng như là làm quen với cái phong cách âm nhạc mới của Hương Tràm nữa. Nếu nghĩ lại những gì đã qua thì có điều gì khiến cho Hương Tràm phải tiếc nuối không? Có người hỏi rằng Hương Tràm có muốn làm lại cái điều gì nếu thời gian quay trở lại hay không? Thì Hương Tràm trả lời rằng là thời gian đi qua rồi, không có thể níu giữ lại được nữa. Và tất cả mà điều mà Hương Tràm làm là cố gắng cho hiện tại thật tốt và tương lai phải là sáng lạng thôi. Điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại đối với Hương Tràm là gì? Đối với Hương Tràm bây giờ thì sau 3 năm mình cũng đã có thể tự mua được nhà cho mình, thì đã mua xe cho mình. Thì đối với Hương Tràm bây giờ cái điều quan trọng nhất đó là sức khỏe, để Hương Tràm có thể đi diễn cũng như là phục vụ cho tất cả quý vị khán giả Việt Nam ở trong Việt Nam, trong nước và ở nước ngoài, cũng như là có thể lo lắng phụng sự được cho bố mẹ của mình. Đó là điều Hương Tràm thấy quan trọng nhất. Hình ảnh hướng tới của Hương Tràm trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào? Tất nhiên là lúc mà mình theo cái vòng nhạc, dòng nhạc sôi động rồi thì tất nhiên hình ảnh sexy cũng là một hình ảnh mình hướng tới. Nhưng thứ nhất là cái ngoại hình của mình nó không có được ưu thế như những nghệ sĩ khác hiện nay, cho nên là cái sự sexy của Hương Tràm nó cũng sẽ được tiết chế lại. Và Hương Tràm mong rằng là quý vị sẽ đón nhận cái hình ảnh đấy của Hương Tràm và đỡ khắt khe hơn đối với Hương Tràm. Dường như Hương Tràm chọn giải pháp im lặng trước mọi sóng gió của showbiz. Tại vì chắc là bởi vì Hương Tràm sợ quá. Lúc mà Hương Tràm bị cái này hay cái kia thì có nhiều thứ nó đổ vào đầu mình, cho nên mình chọn cái việc im lặng và mình đi diễn thôi. Chỉ xuất hiện trên những sân khấu thật là lớn ở trong nước và nước ngoài, nhưng mà Hương Tràm cũng ít khi đưa hình ảnh đấy lên. Cho nên là chắc là Hương Tràm đợi thêm một thời gian nữa, lúc mà mình trưởng thành chín chắn thực sự, lúc mà mình có thể tự tin để mình show off tất cả những thứ ra bên ngoài mà quý vị khán giả vẫn không cảm thấy khó chịu vì Hương Tràm trẻ quá, hay là vì Hương Tràm chưa có hiểu về cuộc sống quá. Lúc đấy thì chắc chắn là Hương Tràm nghĩ rằng mọi người sẽ đón nhận Hương Tràm. Hương Tràm nói chưa tự tin với hình thể, vậy thì bạn có ý định sẽ cải thiện hình thể của mình bằng một phương pháp nào đó không? Không có đâu. Thực ra Hương Tràm đi diễn Việt Nam rất là nhiều, cũng như đi diễn ở Việt Nam rất là nhiều thời gian vừa qua. Duy nhất chỉ có một điều là Hương Tràm ít xuất hiện trên truyền hình thôi, bởi vì Hương Tràm chưa tự tin với cái hình ảnh mà sôi động của mình, với chưa tự tin với cái hình thể của mình lắm để xuất hiện lại. Nhưng mà trong thời gian sắp tới thì chắc chắn Hương Tràm sẽ thực hiện lại điều này, tại vì cũng sau 3 năm rồi, quý vị khán giả cũng rất là mong chờ cái hình ảnh của Hương Tràm được xuất hiện lại trên truyền hình, để tất cả quý vị khán giả gần xa có thể theo dõi được Hương Tràm, cũng như là Hương Tràm có thể đưa được hình ảnh của mình tới với quý vị khán giả. Tại sao Hương Tràm luôn ưu tiên lựa chọn những show biểu diễn ở nước ngoài? Và biểu diễn ở nước ngoài thì có gì khác khi biểu diễn ở Việt Nam? Thì chắc chắn là diễn ở nước ngoài các show sẽ cao hơn ở Việt Nam rồi. Nhưng không phải là vì thế. Mỗi môi trường nó có một cái hay khác nhau. Và
trong mùa mưa, chỉ có trong mùa mưa thôi, thì không phải là mỗi mình Hương Tràm mà tất cả các nghệ sĩ Việt Nam. Tại vì Việt Nam lúc mà mùa mưa người ta không thể làm được sân khấu ngoài trời, bởi vậy nên mùa mưa thì Hương Tràm các nghệ sĩ Việt Nam thường đi nước ngoài nhiều hơn. Và tại vì sao? Tại vì ở sân khấu ở Việt Nam bây giờ để mà có một cái sân khấu diễn trong một cái hall lớn cũng như là 3-4 ngàn khán giả rất là hiếm. Nhưng khi Hương Tràm đi nước ngoài được đứng trên những sân khấu như thế, và Hương Tràm cũng gần như là ca sĩ trẻ nhất được đứng trên sân khấu mà với những đàn chị gạo cội, đàn anh đàn chị gạo cội ở nước ngoài, lúc ở Mỹ hay ở châu Âu, thì Hương Tràm cảm thấy là cái tên của mình cũng được nâng lên khi mà diễn cùng sân khấu những anh chị Tuấn Hưng hay Lệ Quyên, cũng như là Hương Tràm là một cô ca sĩ trẻ mà bận mí với quý vị là rất thích hát nhạc xưa. Mà nhạc xưa hình như ở Việt Nam hình như người nào nó hơi bị mai một một chút xíu rồi. Cho nên cả bản thân Hương Tràm lúc mà hát nhạc xưa ở nước ngoài họ rất là thích, và ở những phòng trà ở Việt Nam nữa. Và Hương Tràm cũng rất là thích đi theo cái hình ảnh này. Thể hiện dòng nhạc xưa liệu có quá sức với một cô gái trẻ như Hương Tràm? Chắc là thế, nhưng mà Hương Tràm không nghĩ vậy đâu. Hương Tràm là một ca sĩ mà Hương Tràm nghĩ là mình cũng khá là đa di năng, có thể đứng chung sân khấu được với tất cả những ca sĩ trẻ, có thể hát được ca sĩ trẻ chung và các ca khúc trẻ chung, và đứng trên sân khấu cùng với những anh chị như thế thì mình cũng có thể hát được những ca khúc nhạc xưa. Cho nên là Hương Tràm luôn luôn hướng mình tới những một cái hình ảnh gì đấy rất là đa di năng. Nhưng Hương Tràm nghĩ rằng 10 năm nữa có thể là cái dòng nhạc của mình nó cũng sẽ thay đổi, nó cũng sẽ già dặn đi. Nhưng mà mong rằng là già dặn trên sân khấu thôi, nhưng mà ngoài đời Hương Tràm vẫn trẻ chung đúng lứa tuổi mình là được. Gia đình của Hương Tràm có ủng hộ với định hướng sắp tới của bạn không? Gia đình của Hương Tràm thì là bố mẹ, anh chị của Hương Tràm là những người mà những bờ vai, chỗ dựa về tinh thần cho Hương Tràm. Còn về con đường âm nhạc hay những định hướng về âm nhạc của Hương Tràm thì hầu như là hoàn toàn Hương Tràm quyết định hết. Và gia đình của Hương Tràm thì hoàn toàn ủng hộ chuyện này. Chuyện tình cảm của Hương Tràm hiện tại như thế nào? Hình như là một thời gian vừa rồi Hương Tràm tập trung quá nhiều công việc, cũng như sắp tới tập trung cho những cuộc thi này, cuộc thi kia. Cho nên Hương Tràm không có suy nghĩ gì về cái chuyện tình cảm ở thời điểm này nữa. Người ta nói cũng đúng, khi mà còn người phụ nữ người ta đang đạt đến cái độ tuổi mà thành công trong sự nghiệp hoặc là kiếm tiền, hầu như người ta quên đi những cái chuyện về tình cảm. Bởi vậy cho nên Hương Tràm cũng thấy các chị đại bây giờ của Việt Nam bây giờ hầu như là đang tập trung vào những người mà đang là vedette, hầu như người ta toàn tập trung vào công việc. Mình thì chưa phải là đến mức độ, tất nhiên là còn lâu mới lại Tràm được đến vị trí của các chị, nhưng mà bây giờ đối với Hương Tràm thì bởi vì lấy các chị là thần tượng cho nên mình luôn luôn mình phải cố gắng và không đi đến chuyện tình cảm thời điểm này. Có tin đồn cho rằng Hương Tràm có một đại gia chống lưng ở phía sau. Cá nhân bạn có ý kiến gì? Không có đâu ạ. Với Hương Tràm bây giờ thì Hương Tràm cảm thấy Hương Tràm là đại gia của bản thân. Hương Tràm thì tất nhiên là mình rất ủng hộ nếu như những người đẹp chân dài, người ta từng xuất hiện ở những cái event lớn, người ta tiếp xúc được rất nhiều các đại gia thì đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng đối với Hương Tràm thì đi đến nơi hát xong ấy chỉ lo chạy về đi ngủ thôi, bởi vì mệt quá. Cho nên là cái sự quảng giao của mình cũng không được nhiều. Cho nên là chắc là còn lâu mới có đại gia. Tại sao không, khi Hương Tràm còn rất trẻ, đẹp và nổi tiếng thì việc có đại gia thì cũng không phải quá khó khăn? Nói thực ra là có khi đại gia người ta lại quen cái kiểu nếu như mình gặp anh đại gia, không phải là Hương Tràm không có, nó thực là như vậy. Nhưng mà Hương Tràm không quen với cái cuộc sống phụ thuộc, bởi vì dù gì tiền mình kiếm được cũng không bao giờ so được bằng đại gia. Cho nên là nếu như mà mình đã quen với cuộc sống phụ thuộc như thế thì mình cảm thấy không được thoải mái trong âm nhạc. Hương Tràm là một con người rất là nghệ sĩ và thích bay bổng, cho nên Hương Tràm nghĩ rằng là chuyện đấy để sau. Vậy Hương Tràm đã có dự tính gì về việc sẽ kết hôn ở độ tuổi nào hay không? Ước mơ là đến năm 26 tuổi Hương Tràm sẽ có gia đình. Không biết là như thế nào. Hương Tràm có muốn chia sẻ gì với Cao Thái Sơn cũng như các khán giả đang ủng hộ mình trên con đường hoạt động nghệ thuật? Đầu tiên thì Hương Tràm là một cái người mà được anh Cao Thái Sơn tin tưởng nhất và cho nghe tất cả những bài trong album đầu tiên rồi, và rất là hay. Hương Tràm mong rằng là cái album này của anh Cao Thái Sơn, mà Hương Tràm tin rằng là như vậy, sẽ thật là thành công tốt đẹp và thật là nhiều ca khúc được hit. Còn thứ hai nữa là trong một cuộc thi sắp tới thì chắc chắn là quý vị khán giả sẽ bất ngờ với hình ảnh của Hương Tràm. Mong rằng quý vị đừng bất ngờ quá mà hãy chấp nhận cái hình ảnh đấy và sẽ yêu thích Hương Tràm và sẽ bình chọn cho Hương Tràm. Và mong rằng là quý vị khán giả, năm nay thì cuộc thi đó cũng sẽ có rất nhiều các ca sĩ trẻ hot, đang là hot nhất hiện nay. Cho nên mong rằng quý vị khán giả sẽ theo dõi và ủng hộ cho cuộc thi này.